feeling? Hi, I'm Daniela. This is the first time that I've been here. We love trance music, and when we hear it, it's just, you know, the feeling of just oh, when you see the lights going to the music, it's just amazing. Yeah, how good about on you? Him. Yeah, same. It's pretty awesome. I'm interested in how he controls it all and all that sort of stuff. It's just amazing. Dạ em là Thúy, em mà cũng tới coi nhà này được năm nay là năm thứ hai rồi. Dạ. Dạ, nhà này thì em thấy là đẹp, con em tới rất là thích. Cứ mỗi mùa Noel là cứ muốn tới ở đây để xem thôi. Dạ. Okay. Em thấy cũng có sự đầu tư cũng thích. Cũng mong muốn là có được nhiều nhà như vậy để mọi người có cơ hội để đi xem dịp Noel. Dạ. Bạn có phải đi xa lắm không? Dạ không, nhà em gần đây, nhà em đi tới đây khoảng 5 phút thôi. Khoảng 5 phút thôi. Dạ. Em có mới tới rồi được. Dạ. Dạ. Nhà anh ở gần đây không? Nhà anh gần, ở đây không? Gần đây à? Gần đây. Năm nào anh cũng đến xem à? Dạ cũng 2 năm rồi. 2 năm nay. Dạ 2 năm rồi. Dạ. Cháu cũng có phái thích lắm. Anh có biết cái nhà này là do bạn nào bạn làm không? Không, mình cũng không biết mấy, nhưng mà họ đầu tư vậy tức là vừa có nhạc rồi vừa có đèn đúng không? Dạ, đèn mong chính phủ có tài trợ cho này kia nữa, cho trẻ em này kia có nhiều khu vui chơi cho trẻ em. Dạ. Yeah.